Đây chính là cái nghĩa địa của sư đoàn 23 của Việt Nam Cộng Hòa, của lính Việt Nam Cộng Hòa. Tức là cứ đi theo những cái đường này là lần vào được hả chị? À, đây là những cái ngôi mộ còn nguyên đấy đúng không? Đây, vẫn còn tên. À, Lê Văn gì? Giản. Lê Văn Giản. Mờ lắm. Đấy, à, tức là mình cứ đi vào nối vườn chuối này xong rồi đi vào trong đấy tìm. Đây này đi, cứ đi vậy nên mộ nó đầy trong đấy. À, nằm hết ở trong cái khu rừng ở trong này đấy. Trong đây, từ cái chỗ này đấy. Em thấy ở đây còn những ngôi mộ vẫn còn tên. Đúng rồi, nhiều tên mà. Dạ, em đi tìm. Bây giờ em đến đây nó chiều tối muộn quá rồi nhỉ? Rồi, bây giờ sao tìm được. À, thế là những cái ngày, ví dụ ngày lễ, ngày tuần tiết thì chị có thắp hương ở đây cho, ở trên này không? Không, chị không thắp hương, nhưng mà mỗi rằm tháng 7. Rằm tháng 7? Với lại Tết. Rằm tháng 7 với Tết. Đúng rồi. À, thế là... Cái ngày nệ to, với lại mua cháo, mua đồ các bạn. Như là mọi người nhà người ta có đến đây tìm nhiều mộ không? Có, mấy người họ đào đây. Đào mộ các kiểu. À, đào chỗ nào? Bỏ gọn xe cho. Vâng, vâng. Mộ đây thì... Đây cũng là một ngôi mộ đấy, đúng không ạ? Đúng rồi, đây là mộ bốc rồi. À, cái ngôi mộ này thì người nhà người ta bốc rồi. Đúng rồi, đây là bốc rồi. Người ta đi tìm á. Vâng, đấy. Nhưng mà người ta đi buổi sáng, đi sớm á. À, em đến đây nó muộn quá. Kia nào ngôi mộ vẫn còn nguyên đây đúng không? Rồi, đây ngôi mộ nguyên này. À. Nguyên đấy. Thế thì bây giờ cái khu đất này nó gọi là khu gì? Thì nghĩa địa vậy thôi. Gọi là nghĩa địa của phường gì hay là như nào? Tân Lợi. À, ừ, Tân Lợi. Nghĩa địa phường Tân Lợi. À, thế là từ ngày xưa rồi đúng không? Mấy chục năm rồi. 47 năm rồi đấy. Đây này có những ngôi mộ như ở đây nè. Còn nguyên tên đây này. À, đây là B và đây B1 Nguyễn Văn Dậu này. À, SQ 53 cái gì đó. Đấy. Tức là vẫn còn nguyên tên. À, bên trong kia vẫn còn tên kìa. Đúng rồi. Cái khu trong kia thì hôm vừa rồi cái nhà tôi tìm tên thì nó bốc rồi. Dạ, vâng. Vì là có những thông tin thế thì mới biết được. Thì mới tìm đến đây để mà... Hôm người ta vừa đến người ta lễ cúng ở đây này. Cũng hỏi thăm đến đây nhờ... À, đến đây là nguyên, là tìm còn nguyên được tên tuổi ở đây và người ta bốc về quê hương. Tôi tìm xong là tìm cái người thầy đó. Dạ. Đến là cúng. À, đây này, tức là còn nguyên hàng các thứ nhờ. Nhiều lắm. Cũng may là người dân ở đây người ta trồng chuối với cả người ta còn giữ lại được cho như này đấy đúng không? Chứ không thì mất hết. Bên kia là người ta cấy sắn cái đồ củ mì á. À, củ mì nó nằm ở khu hết bên kia. Nó dẫy nhiều. Cho em gửi cái xe tạm đấy tí nhá. Để em vào em... Nhiều lắm. À, thế mà đi thì sao mà hết được, em đi muộn quá. Em vào, à, vâng, em đến đây thì trời... Em ở tận ngoài Hà Nội cơ. Hả? Em từ Hà Nội cơ, nhưng là em đi từ Đà Lạt lên đây nó muộn quá. Vậy thì em phải để đến mai. Chắc là em phải nghỉ qua đêm ở đây rồi mai em đến. Vì mai, có khi là mai hoặc ngày kia thì em mới qua được. Bởi vì mai em cũng có một chút việc. Nên là cố... À, nó dành đường hơn hả chị? À, nó cu nhà chị đấy. À, đấy. Đây chính là cái nghĩa địa của sư đoàn 23 của Việt Nam Cộng Hòa, của lính Việt Nam Cộng Hòa. Tức là cứ đi theo những cái đường này là lần vào được hả chị? À, đây là những cái ngôi mộ còn nguyên đấy đúng không? Đây, vẫn còn tên. À, Lê Văn gì? Giản. Lê Văn Giản. Mờ lắm. Đấy, Lê Văn Giản. Người ta đi tìm, người ta đi đông lắm. Vâng. Người nhà vì 3-4 người. Vâng, vì em đặc biệt. Vì em về đây thì bắt đầu mới cũng không có ai cả. Thì có thông tin đấy thì xem các cái clip mà ở trên mạng đấy thì mới biết rằng là vâng, đây ở chỗ này còn nhiều lắm đây này. À. Nhưng là đa phần là các ngôi mộ này đều còn tên tuổi hết. Đây là bốc rồi. À, chỗ này là bốc hết rồi. À, tức là người ta, đây chị có thể dẫn em vào đây một chút được. Đấy. À, mộ đây này. Tức là như vậy là ngày xưa, như ngày xưa ở đây là người ta làm dãy hết. Và bây giờ thì là nghĩa địa của thành phố. Của không, nghĩa địa của phường thôi. À, phường Tân Lợi. Tức là phường người ta quản lý đúng không? Đấy. Phường Tân Lợi.
Thì nghĩa địa mà nếu mà gọi là nếu như là mình nhưng có mà người người ta nhà thì người ta còn quan tâm đến, chứ người ta bốc thôi chứ còn còn đây là để mục đích là để để người nhà đến tìm để bốc về đúng không? ví dụ là Và bây giờ người ta đưa đi bảo rời đi nhưng mà không dám rời. à không dám rời, tức là chính quyền mình là cứ để nguyên như thế này đúng không? Sợ. À, chính quyền mình là cứ để nguyên giữ như này. Đây còn tên tuổi đây, Nhiều mà đó. Lê Văn Thành. Nhiều Đấy. cái mà nhiều tuổi lắm, tên nhiều Đấy lắm. là 27 tháng 12 năm 68. Đấy. Ôi, tức là cứ từng từng Đây hàng này, như thế đây này. này, tới đây này em đếm em tìm ra Vâng, hàng đây hàng này. hàng đó. Đấy, một hàng như này luôn. Đúng rồi. Xong rồi sang bên kia một hàng hàng, hàng. Cứ dãy dãy vậy thôi. Đây toàn bộ đây là còn Đúng nguyên rồi. bia đây này. Bia nguyên, cứ cái nào bia thì cứ Và sau 47 năm thì thực ra là người dân ở đây người ta không dám động đến những ngôi mộ này đúng không? sao em Dạ. Vâng. cái thằng đấy nó thuê để đưa xe tải đúng không, Vâng. nó hốt đi là hai mươi mấy cái mộ nó mang lên nghĩa trang, nó xây Chuyển ra nghĩa xây trang ấy. đúng rồi, xây xong là bị ốm chết toi À. thì bây giờ không ai dám động, sợ. Sợ đấy. Đúng Vâng. rồi, nhưng mà bây giờ cho cái Thế thì chị nhà có này là biết là thuê thuê chậu đó, nó ở đấy thôi, giờ nó Vâng. làm chậu thôi chứ Dạ. không dám động vào. Chị có biết ra biết là ở trong này có khoảng bao nhiêu ngôi mộ Ui, nhiều lắm. không? Nhiều lắm à? Nhiều À. khu đều ít đấy. Mai em mà đi sớm, bữa nào sớm thì chị dắt mãi mãi cái khu. À đi vào trong này được gì ạ? Nhiều. Đây. À đây này. Đây là như là những cái mộ to này là có thể là người nhà người ta xây lại hay là Của lõm như vậy. à cũng nguyên Nhiều nguyên nguyên vậy. Chưa nguyên có như thế này đấy. đúng rồi. Chưa có ai mà bắt gai Đây nhá. cái của Đây này cha mọi nhà tôi mọi người đấy. có thể nhìn thấy này. À, quý vị kiều bào trong và ngoài nước này, những người mà có thân nhân của lính Việt Nam Cộng Hòa mà nhất là sư đoàn 23 còn nằm tại đây thì nếu mà có điều kiện thì về nên bốc về Bốc đưa về đưa về nhà. quê hương Đúng đúng rồi. không ạ? Đấy, nghĩa tử là nghĩa tận đấy. Bốc về mãi mà Nam Định ở đây. À có những người ở Nam Định vào đây để bốc. À, đây này. Đây là Nguyễn Nguyễn Biêu gì đấy. Tên Nhưng mà bây giờ nó mờ tên bia cũng mờ mờ rồi nhưng là vẫn tìm được đấy ạ. đúng rồi, nhiều người Đấy. người ta đọc tên Toàn bộ là nằm ở trong này. khu đấy. À bên kia là cái gì chị? Đấy mộ hết. À đấy chị dẫn em qua cái chỗ này, đứng ở chỗ này em xem được không? Đấy. Em mà đi rồi Hôm nay hai ngày chưa hết. 2 ngày không hết được cái chỗ này ạ. Kia khu kia nữa là Ở khu bên kia nữa. ừ nhiều lắm. Hôm nay em lên đây cũng muộn rồi. À, thành phố Buôn Mê Thuột vào một cái chiều buổi chiều Mưa. mưa, một biểu buổi chiều mưa có một chút ảm đạm và hơi lạnh lẽo Đấy, tại mưa đâu mà mưa. nghĩa trang của sư đoàn 23 của Việt Nam Cộng Hòa. Sau 47 năm thì tất cả các ngôi mộ ở đây dường như vẫn còn nguyên trạng bởi vì là không có người nhà quan tâm đến. Đấy, nhất là Việt Kiều các vị Việt Kiều mà có người nhà đi đi lính sư đoàn 23 của Việt Nam Cộng Hòa thì nên quan tâm đến chứ đây này Nhận mang về đó. nhận mang về thôi và có rất là nhiều người Đang có tên đó. đấy rất còn còn rất là nhiều người còn tên ở đây đấy thì vì là trong chương trình của Thăng Long TV Go thì có một cái vị khán giả Tony Hoàng muốn nhờ tôi tiện chuyến công tác này và vào trong này để tìm tên của thân nhân đấy, tên là Hùng. Đấy. Tên là Hùng và cũng rất là ít ỏi bởi vì cái anh bạn đấy anh ấy là cháu rồi. Nên là Còn cái khu kia là họ thuê để làm chậu nhưng mà cái khu đấy ngày xưa là cái đường xe người ta chạy đường xe chạy là chạy đường xe nghĩa địa ạ. để họ chôn rồi À tức là xe đấy rồi của lính Việt Nam Cộng Hòa đấy là người ta đi nó vào. có cái đường Nó ra có cổng chính không hả chị? có cái đường chạy ra không có cổng À nhưng là nếu mà em đi xe máy thì có đi đường đấy vào được không? không cái đấy người ta cũng có đường nhưng mà À. người ta họ thuê cái chỗ này họ làm À nhưng mà cái khu đấy nó đấy. lại không có mộ cái đường ngày xưa ấy. Mà Còn đấy đi tức là qua bên kia là toàn bộ là đúng rồi các ngôi mộ nằm ở đi qua cái khu đấy lại đây đúng không? dãy đông lắm nhiều lắm. Chị có thể giúp cho em tí em bởi vì đấy qua đây một chút Đi qua nữa và đi tìm mộ của người nhà của một vị khán giả nào. À đây còn một ngôi nữa này, một vị và vị khán giả nào. Tony Hoàng, họ Hoàng. Vâng, đây này. Đây dẫn này.
còn tất cả đều còn bia hết, toàn bộ còn bia hết, cỏ um tùm hết. Bây giờ có ai mà đấy. À bên này thì đây là cái đường. Dạ bên này là cái đường nguyên trạng ngày xưa. Thôi vào bên này thì có lẽ là em phải tìm vào cả ngày ấy, thậm chí ngày 2-3 ngày mới tìm được ấy. Bởi vì ở đây thì toàn bộ nếu mà đích, nếu mà chính xác là được chôn cất tại đây thì sẽ tìm được. Bởi vì là còn nguyên tên tuổi ở đây. Đấy. Mộ của bây giờ tức là hôm nay em chắc là em xem qua để em biết thôi. Xong rồi em sẽ đến đây. Đây là quê quán thì ở đây không ghi kê quán cũng hơi khó. Chỉ có tên với cả số hiệu của quân đoàn. Đấy, số hiệu của đơn vị đây thôi. Là công giáo đây, người ta đánh cả cái dấu đây này. Đâu, công giáo là như nào chị? À, tức là cái cây rồi, cây chữ thập kia. Đây này. Bên này đây là toàn bộ ở trong cái bụi sắn. Và ôi nó tít được kia ạ. Ôi giời. Thế này chắc phải có người để đi cùng tìm cùng được chứ một mình tôi không thể tìm được. Đấy. Mà chỉ biết mà một cái thông tin của bạn ấy nói rằng là bác của bạn ấy tên là Hùng. Hoàng Huy Hùng. Đấy, tên là Hoàng Huy Hùng. Nói thế tức là rất là khó, bây giờ chỉ biết là tên là Hoàng Huy Hùng còn không nhớ là đơn vị cái số quân nhân hay là cái số gì đấy. Số hiệu đấy. Quá nhiều mộ đúng không ạ? Và lại còn có bảo là một cái người gọi là người em tên là Trường. Cũng ở đâu luôn? Hoàng Huy Trường. Ở đây hả? Không, người em đấy thì lại là làm sau năm trước năm 75 ấy thì làm sửa xe, bơm vá xe ở dưới Gò Vấp. Thế mà nhưng bây giờ cũng không, bạn ấy cũng không tìm được cái ông Trường đấy. Và bây giờ thì bạn ấy nhờ em ở Việt Nam thì em hay đi các cái khu vực đấy thì bây giờ chắc là em không thể tìm được bởi vì trời nó cũng sắp tối rồi, mà với một cái cơn mưa nhẹ nhẹ của mưa xe lạnh này, rất là lạnh. À bên này là toàn bộ là trồng chuối hết ạ. À như vậy là ở đây là còn tên tuổi rõ ràng của cái sư đoàn là 23 Việt Nam Cộng Hòa. Ở bên phía bộ đội của Việt Nam ấy. Vâng. Thì còn có những người còn không tìm được, còn có những người hy sinh mà không bây giờ không biết mộ ở đâu ấy. Không tìm được ấy. Như em đi lên trên Vị Xuyên của Hà Giang ấy. Có phải hơn 2.000 chiến sĩ của bộ đội Việt Nam mà năm 79 còn chưa tìm được mộ. Còn ở đây thì ít nhiều là vẫn còn nguyên tên tuổi để mà người nhà, mọi người có thể tìm được. Như thế này là em nghĩ rằng là người nhà mà quan tâm đến là tìm được đấy chị ạ. Đấy, đây này, toàn bộ cái dãy chỗ này bên trong này là đấy. Thực sự là hoang tàn và lạnh lẽo. Như là chị ở đây chắc là quen rồi đấy. Chị tên là gì? Chị Vẻ. À chị Vẻ ở chỗ này là 17A Hào Huy Tập đúng không? Đấy nên là mọi người mà có thân nhân đúng không? Có thân nhân của lính Việt Nam Cộng Hòa. Một dãy đây ạ. À đây này. Ồ mấy nhà. Như là chị có thể đấy mọi người. Dạ. Tức là ngày rằm mùng 1. Ủa ngày rằm mùng 1 thì chị vẫn thắp hương cho các ngôi mộ ở đây. Tức là những cái ngôi mộ gần của nhà chị thôi, đúng không? Đây này, như ngôi mộ này biết đâu em lại đúng tìm đúng hay sao? Đây này. Đây. Nó cũng mờ rồi nên là nếu mà để mà đi tìm được như thế này thì phải có người nữa. Và đấy. Tức là không ai dám động đến đây. À, đây là tên Ale Kavigi à? Ô, tên này như kiểu tên nước ngoài á. Ờ. Mờ lắm chị. Cái này à, Quách Tỷ.
nước ngoài từ. Không, Quách Tỷ, tên này đúng, em đọc được. Đấy là có số hiệu hết. Đấy, toàn bộ đây là những ngôi mộ mà của sư đoàn 23 của Buôn Mê Thuột của Việt Nam Cộng Hòa. Nên là mọi người có thân nhân thì có thể tìm được. À, đây còn một ngôi mộ nữa. Đây là HS là Hạ Sĩ Phạm Hồ. SQ75 thuộc 143602. Đấy, quan trọng nhất là phải còn cái số hiệu này này. Đấy, còn cái số hiệu này thì sẽ tìm được này. À. Đây nhá, đây là các quý vị. À, tên này là Ly Lu Im. À, tên này là tên nước ngoài rồi chị ạ. Và đây là chắc là những cái người lính đánh thuê rồi. Đấy, nên là quý vị có người nhà mà đi lính của Việt Nam Cộng Hòa thì mà tìm lại để đưa về quê hương. À, chỗ này là toàn tên nước ngoài hết chị ạ. Well, à, đâu em xem nào. À, đây là Lê Đang. Ôi rất nhiều luôn chị ạ. Thế này thì em không thể tìm được rồi. Nhiều. À, cái này phải có thời gian rất dài thì mới tìm được. Vâng, phải có người chứ một mình đi này xong rồi mưa. Vâng. Mấy nghìn cái mộ sao? Mấy nghìn mộ ngồi đúng không ạ? Mộ sao thế? Vâng. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Em sẽ quay lại để tìm giúp cho một vị khán giả. Mà bây giờ không có cái số hiệu rất là khó. Chỉ biết tên là Hùng. Họ Hoàng Huy. Hoàng Huy Hùng. Quá nhiều nên là bây giờ rất là khó tìm. Kể ra là có số hiệu thì mình dễ hơn. Và đấy nên là toàn bộ cái à, tức là cái khu bên này là nhà chị ở là không có mộ đúng không? Tức là nó bên cạnh của nghĩa địa này. Đấy, nhưng là vì là chị ở đây nên là thế chị ở đây thì chị cảm giác thấy thế nào? Thì bình thường vậy, mình không bình thường. Coi các ông có hôm đi bán nhà bác 2-3 giờ sáng về cứ đi mình nghĩ có việc gì đó. Quen rồi. Tức là cũng lành đúng không? Đúng rồi, không tất có cả. Gì, không sợ. Tức là mọi người mặc dù ngày xưa là người ta có ở đúng trên rồi, tuyến đúng bên rồi. Kia đúng không ạ? Và bây giờ thì là người ta là tử sĩ thôi. Gió cũng và ra mở cửa bình thường. Bây giờ người ta là tử sĩ thôi. Vâng, là tử sĩ, còn những cái người mà bị thương binh ấy, bị mà thương binh trong trận chiến ấy thì bây giờ là nhà nước mình cho là gọi là người khuyết tật và cũng có cái chế độ được 720.000 một tháng. Mình có ấy đâu, nhà ta ấy mặt này chả thấy cái gì hết. À, không thấy cái gì hết. Mưa do lận nội về nhà việc gì. Tức là chị chỉ có thể thắp hương ở những ngôi mộ gần gần nhà mình thế thôi. Đông rồi sao đi hết. Đúng rồi, đi làm sao hết được. Còn những ví dụ ngày dụ tháng 7 đó thì là cháo này, mua đồ các bác chị ấy, cúng và phục sinh đấy, cúng vọng sinh, nấu một nồi cháo đó. Thế là lấy đũa lấy chén thì là mình bỏ ra để cúng các bác vậy. Với mua đồ quần áo hay thuốc nào các kiểu bán đó. Mình mua nhiều đấy. Thì là cúng những cái ngày trọng đại thôi. Đúng rồi. Với lại ngày Tết. Tức là ngày, nghĩa tử là nghĩa tận đúng không? Của cái Tết. Gọi là cái nhân văn của người Việt Nam. Đúng rồi, 30 đấy. Tết là chị mua đồ về là cúng đốt cho các bác các chú đấy. Thì mình cũng chả biết dạ. Chả biết là chú hay là bác có cả lính Tây lính ta ở đấy đúng hết đúng không? Mình cứ đốt đại. Các bác thì phù hộ cho vậy thôi. Bây giờ thì đất nước là hòa bình 47 năm đã hòa bình rồi. Mà những người này thì họ phải nằm lại nơi đây, kể cả những người mà nước ngoài. Đấy. Còn ở như vậy là chế độ của xã hội nhà nước quá tốt rồi, còn giữ nguyên những ngôi mộ như này, kể cả ý thức của người dân. Mặc dù là nó chính là nó có chuối có sắn ở đây người ta còn để ý hơn ấy. Chứ còn không người ta phá ấy. Người ta phá mà dân người ta phá còn nguy hiểm hơn ấy. Đấy, người ta cấy, người ta làm cỏ, người ta cấy làm sạch sẽ. Thì sạch đúng không? Ở bên vườn sắn là em thấy đúng là các ngôi mộ sạch, sạch. Đúng rồi, đấy. Họ cấy sắn thì họ bán đó. Đúng rồi, họ cấy sắn ở đấy và người ta làm nó sạch. Đúng rồi.
À. sắn với lại khoai với lại từ nạm vụ nào vụ đấy người ta làm sạch lắm, À thế ạ. đúng Tức rồi. là bên đấy Còn có mỗi cái khu đây người ta không cấy, là mỗi cây chuối đây cấy chuối, là như là chính đúng ra là người ta cũng như thế này, như là người ta còn giữ được cái, chứ không thì mất hết mộ, đúng không ạ? Đấy, rất là ấy. Đây là nhá, các gọi là lính Việt Nam Cộng Hòa của sư đoàn này mất ở đây, chết ở đây và còn được ở trên đất quê hương đấy. Còn một số bộ đội Việt Nam của chúng ta ấy, còn thậm chí là mất hết, mất hồn. còn không tìm thấy, Đúng rồi. mà đó là cái nỗi đau mà đau đáu của Mấy của mấy nhà nước, muốn đi tìm nhà không tìm được, có mấy nhà muốn đi đi tìm tìm chưa đấy, tìm người được. ta bốc mấy cái ấy. Và em nghĩ rằng là còn tất cả các cái số hiệu và tên tuổi ở đây thì nếu như là người thân, đúng không, người thân ở gia đình mà biết được ấy, đúng tên tuổi là sẽ đến đây tìm được. Em thấy rất rõ luôn nhá, đấy, đầy đủ tên tuổi hết đây này. Mà chị ơi, nó không phải là ấy đâu, nó không phải là mờ đâu, mà mình chỉ cần lau đi là mình có thể tìm thấy đây này. Đúng rồi, lấy cái khăn đây này, đây ghi rõ là hạ sĩ này, Nguyễn Văn Đố này, 77 FQ này, 71 gạch 400002, sinh năm 1948. Tức là đây là xã Phúc Sơn. À đây này, có xã Phúc Sơn này. Phúc Sơn bên dưới thì nó khó quá. À, không, nó không mờ, mà có nghĩa rằng là người ta đã khắc bia này rồi, nó chỉ cần lau sạch đi là tìm được. Như vậy là nếu mà bạn là cái vị khán giả của em ấy mà muốn tìm được như thế này thì phải phải thuê người, mất rất nhiều công thì để mà lau hết ra mới tìm được. Rồi rồi, em cảm ơn chị rất nhiều nhá. Dạ vâng. À, anh sửa ngoài kia, anh sửa xe đạp ngoài đấy à? Rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều. À, chị có thể cho số điện thoại của chị ở đây được không? mà có nhớ đâu mà điện thoại. Chị Chị ở nhà mà à, chị chị ở ở đây đây cái gì? mà ừ Chị sáng đọc lại tên chị là gì nhỉ? chị vẽ Chị Vẻ đúng rồi ở 17A Hà Huy Tập, thành phố Buôn Mê Thuột, chính là Nghĩa Trang Việt Nam Cộng Hòa, Sư đoàn 23, và bây giờ gọi là Nghĩa Trang phường gì? Tân Lợi Phường Tân Lợi, đúng Nghĩa rồi Trang, phường Tân Lợi. thành phố Mà thành phố thì chính quyền cũng không dám để quy hoạch lại, đúng đúng rồi không? vẫn để Đấy, vẫn để nguyên như này để người nhà ai có yêu cầu thì đi và tìm tìm đến thì mà xin để bốc về, đúng đúng không? rồi Rồi, em cảm ơn chị rất nhiều. chị là chỉ có đi phụ bán bún với bà chị buổi sáng có tí thôi xong Vâng, bây giờ chị về rồi rồi còn em lại cảm. là chị ở nhà cả Dạ, em ngày cảm ơn khác chị nhá. Vâng ạ, vâng khi nào ạ. đi tìm thì Dạ, chị dạ. báo Vâng ạ. Thành phố Buôn Mê Thuột đón tôi vào đúng vào một buổi chiều mưa buồn và ảm đạm, với một không gian rất lạnh lẽo tại nghĩa địa của Sư đoàn 23. Sư đoàn 23 của Việt Nam Cộng Hòa. Và ở đây thì còn rất nhiều các ngôi mộ, hàng vài nghìn ngôi nằm ở trong các cái khu vườn chuối và đồi sắn như thế này. Xin gửi tới quý vị những hình ảnh mà nếu ai có người nhà, có người thân mà nằm lại nơi đây thì nên để ý và đến đây tìm để đưa về quê hương. Nằm ngay ở địa chỉ 17A đường Hào Huy Tập, cũng rất là dễ tìm thôi. Đằng trước này người ta bán hoa rất là nhiều này. Thì đi vào trong cái con ngõ nhỏ đó là sẽ đi vào trong nhà bà chị đấy, là chúng ta sẽ tìm được nghĩa trang của lính Việt Nam Cộng Hòa Sư đoàn 23 tại thành phố Buôn Mê Thuột. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.